Xin thân ái mến chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại tất cả quý vị trong một video tiếp theo ở trên đời sống Nha Trang. Kính thưa quý vị, bây giờ là 3:40, tức là 4:10:20 quý vị. Em đang có mặt trên bờ biển Nha Trang. Thì hôm nay em lại ra biển đồng hành với quý vị trong video về biển. Mời quý vị đồng hành với em trong video chiều hôm nay. Chúng ta thấy là chiều nay thì bờ biển rất là mát mẻ luôn. Bà con người dân đi biển tắm rất là sớm. Bây giờ mới 4:00 thôi mà quý vị nhìn trên biển nè. Khá đông và biển hôm nay rất là đẹp quý vị. Hôm nay biển đẹp quá trời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra dọc xuống này, kiếm chỗ nào đó ngồi, sau đó thì quay cho quý vị xem không khí chiều hôm nay. Rất đẹp biển Nha Trang. Vào hôm nay là một buổi chiều rất là mát mẻ luôn, chiều ngày thứ ba quý vị nha. Rất tuyệt vời. 4:00 buổi chiều quý vị. Đó, khá đông người tắm biển à. Hôm nay có mấy cái dù của bên chỗ tòa nhà Intercontinental và The Costa Nha Trang. Một dòng ra phía biển luôn quý vị. Đó, chỗ này có mấy cái dù dành cho khách du lịch, ai thích thuê nằm cũng được. Này thì của The Costa Nha Trang. Đó, chiều nay sóng cũng êm lắm quý vị, sóng êm gió nhẹ. Đó, khách du lịch nằm phơi nắng bên kia kìa, rất là đông luôn. Đẹp, một buổi chiều rất đẹp. Nha Trang chiều nay quá đẹp luôn, ngày thứ ba trong tuần quý vị. Không phải là ngày cuối tuần, chỉ là ngày bình thường trong tuần thôi, nhưng mà cũng rất là đông đảo. Sóng hôm nay thì nhẹ nhẹ thôi, tắm rất là thoải mái. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống phía dưới này quý vị. Sau đó thì kiếm một chỗ nào ngồi này, quay cho quý vị xem không khí chiều hôm nay. Đã thật, sóng hôm nay nhảy sóng đã nè. Hôm nay sóng nhẹ nhẹ thì nhảy sóng nó mới đã nè quý vị, quá đã luôn. Hôm nay nhảy sóng đã đó. Chào ông bà cô chú và các bạn đi. Chào ông bà cô chú và các bạn nha. À, ngày này là được đi tắm biển là mừng lắm, cũng sắp đi học lại rồi. Tranh thủ cho cô Minh ra biển chơi quý vị. Tuyệt vời. Đó, sóng hôm nay đã chưa? Chiều hôm nay thì sóng lớn hơn một buổi sáng. À, thế nhưng mà tắm vẫn rất là đã quý vị. Giờ này bắt đầu bà con người ta dần dần kéo ra biển nè. Khu vực các cái ghế của tòa nhà khách sạn The Costa và Intercontinental bên này. Đó, người ta đặt các ghế cho khách du lịch nằm và nghỉ bên này tắm biển. Rất đông khách du lịch quý vị. Rất đẹp. Chiều nay sóng êm quý vị. Đó, quá đã luôn. Đó, bây giờ bà con kéo nhau ra biển nè quý vị. Đó, đông chưa, vui chưa. Nha Trang đấy, ngày cuối hè tháng 8, giờ này bắt đầu người ta ra biển rất đông. 4 giờ đến 4 giờ rưỡi là đông lên rồi. Quá đẹp biển Nha Trang, quá tuyệt vời quý vị. Quên á, nhiều người quên á. Coi có điện thoại đồ không, quên nữa. Quý vị, 4 giờ chiều bắt đầu là ra biển rất đông. Bà con tắm biển rất đông quý vị nha. Khách du lịch nè, khách Tây nè, đi bộ đi dạo trên biển nè. Quá đã phải không quý vị, một buổi chiều tuyệt vời luôn. Xin cảm ơn quý vị nha, đã luôn đồng hành và yêu mến kênh Đời Sống Nha Trang. Thường xuyên gửi đến quý vị những hình ảnh rất đẹp trên biển này quý vị. Một buổi chiều ngày thứ ba trong tuần thôi, không phải là ngày chủ nhật, cũng chẳng phải là ngày cuối tuần. Thế nhưng trên bờ biển cũng khá là rộn ràng nhộn nhịp ha. Các chị bán đồ ăn này, bữa nay thì cấm bán đồ ăn hàng rong rồi, thành ra là mấy chị phải đi tới đi lui chào mời khách, không có được ngồi cố định một chỗ nữa. Rất là thú vị. Phía bên này thì bóng nắng của tòa nhà là Costa. Còn phía giữa này thì che mát hơn. Tí xíu nữa thôi thì biển sẽ lại rất đông đây quý vị. Chiều rất đẹp. Đó, không khí trên bờ biển đây quý vị ha. Khách sạn Havana. Tòa khách sạn rất là cao, nằm ngay vị trí chỗ này. Tranh thủ thôi chứ còn cũng gần hết hè rồi đó quý vị. Nhanh lắm.
khoảng 2 tuần nữa thì các cháu học sinh đã đi học trở lại. Em sẽ đi một vòng đó, quay cái bộ trang không khí chiều nay trên biển thôi. Đó là ngoại bán sữa đậu nành. Hầu như mỗi lần ra biển đều gặp ngoại hết. Bán thường xuyên trên biển luôn. Sữa đậu nành. Sữa đậu nành nóng. Khúc chỗ này nắng mình ra khách du lịch ngồi chơi rất là đông. Đó, khách Tây tắm biển đó. Chúng ta sẽ đi một đoạn các vị lên trên kia, sau đó thì quay ngược lại. Một buổi chiều rất đẹp trên biển luôn. Đó, nắng lên rồi. Chỗ này thì cái bóng nắng của tòa nhà The Costa Havana và khá là mát. Trên này nắng lắm quý vị. À, chúng ta đi ngược lại thôi. Tí xíu nữa khoảng 4 giờ rưỡi thì trên biển sẽ rất là đông. À, giờ này là ngay khu vực chỗ cái đường đi ra, cái trận đường đi ra chỗ tòa nhà The Costa bắt đầu đông dần dần lên rồi. Thì con này sóng đẹp quá, sóng êm quá vậy ha. Đã rồi. Sống rất là êm luôn, đã đời. Vài bữa vào năm học thì có lẽ một tuần em sẽ đi ra biển một lần thôi, học buổi chiều cuối tuần. Một hai lần cuối tuần thôi, quý vị nhớ đón xem trên kênh nha. Nói chung ở Nha Trang thì thực hiện các video về biển là giống như một cái vấn đề, nó một cái gì đó nó rất là bình thường quá quý vị. Mình gửi đến tất cả cả nhà những hình ảnh đẹp về biển Nha Trang vào các buổi chiều trong tuần. Không nhất thiết thì phải là ngày chủ nhật hoặc là ngày cuối tuần cả. Mình thời điểm nào rảnh thì em sẽ lại ra biển ha, đồng hành với quý vị trong các video về biển. Cả nhà nhớ đón xem nha. Bốn giờ chiều bắt đầu bà con ra biển đông dần dần lên quý vị. Một số thì tắm biển sớm đi về rồi. Giờ là 4:20 rồi, 4:15 rồi. Chơi trên bờ đi con, đừng xuống dưới nữa. Chơi này nè. Thì hôm nay có nhiều các cái con nhum biển. Cái này gọi là nhum biển. Nhum biển. Hôm nay quá trời luôn. Chiều rất là đẹp quý vị, nói chung là sóng biển êm, gió nhẹ, dọc bờ biển rất đẹp luôn. Bốn giờ chiều trên biển Nha Trang này quý vị. Đông đúc và rộn ràng, nhộn nhịp vô cùng luôn. Rất đẹp. Chiều hôm nay thì biển rất là đẹp quý vị. Đó, bây giờ bà con ra biển dần dần, đông dần lên. Khoảng từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ thì sẽ là thời điểm đông nhất trên biển Nha Trang. 5 phút rồi nó lên. Khách Tây nước ngoài cũng ra biển tắm rất đông luôn. Đấy quý vị, những hình ảnh đẹp trên biển Nha Trang ha. Thay cho lời kết chiều hôm nay, thì em cũng muốn ra biển đồng hành với quý vị trong các video về biển Nha Trang.
hãy gửi đến một quý vị những hình ảnh đẹp tuyệt vời trên biển Nha Trang vào những ngày cuối hè. Bây giờ thì đã bước vào nửa cuối tháng 8 rồi, chuẩn bị bước vào những ngày nhập học lại của học sinh rồi. Như vậy là thời điểm hè cũng đã dần dần kết thúc quý vị nha. Có thể nói mùa hè vừa rồi Nha Trang đã gặt hái và thu hoạch được nhiều điều thú vị. Thu hút rất đông lượng khách du lịch các nơi đổ về với các sự kiện lớn ha. Hy vọng thì cứ hàng năm như vậy, Nha Trang sẽ luôn là cái điểm đến của khách du lịch các nơi trong nước cũng như là nước ngoài. Rồi đến đây thì em xin tạm dừng video ngắn chiều nay. Xin hẹn quý vị trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt. Quý vị nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để nhận thông báo về có các video mới mỗi ngày. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.